Anh cho em hỏi là cái cảm giác như cái lúc mà bé rơi vào lửa như này thì là lúc đấy là anh có cảm giác như nào? Kiểu là anh suy nghĩ ra cái gì ấy lúc đấy ấy. Anh là nó nhá xong là rút ra Là lấy ra luôn. rồi lấy ra luôn, là đi 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 xá là nó bảo là đi hưởng là nó không được nữa, là đi ở ngủ à hưởng mùa mùa tuổi là nó chuyển đi Hà Giang, là đến Hà Giang luôn là nó chuyển đi luôn thôi, nó bảo là không có cái thốt đấy. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô bác anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm trước thì cháu Lực có lên trên bản thì bắt gặp là một cái bạn nhỏ ấy, một cái bạn nhỏ mà nhìn trông như kiểu là người ngoài hành tinh các bác, và có một khuôn mặt mà nói là cực kỳ là đáng sợ và cực kỳ là ghê gớm. Và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục có vẻ như là các cô đi xe nhanh quá ở trên này, ở trên bản đấy các bác. Hầu như là ở trên bản thì là ai ai cũng đi xe là không thấy đội mũ bảo hiểm cả các bác ạ, mà còn đi rất là nhanh nữa. Đi thân đau chở ngô về đây anh. Có vẻ như là bà con đang đi thu hoạch ngô sao các bác ạ? Anh quay trở lại mà cái câu chuyện mà là hôm nọ nó có lên trên bản trên này các bác ơi, bắt gặp một bạn nhỏ ấy là bị khuôn mặt này này, bị khuôn mặt là hầu như là bị một bên là không còn nhìn ra được là cái khuôn mặt nữa, phải nói là rất là ghê sợ các bác. Và hôm nay thì cháu Lực là muốn lên trên này để mà chia sẻ thêm một cái video nữa để gửi cho tới cho tất cả cô bác anh chị là cùng hiểu rõ hơn. Thì nếu như là cô bác có nhìn có cảm nhận được rằng là hoàn cảnh này éo le thì rất là mong các bác sẽ đồng hành cùng cháu Lực để mà giúp bạn nhỏ đấy một cái phần nào đấy cô bác nhé. Bạn nhỏ này thì là bố mẹ thì là vẫn đầy đủ các bác ạ, đấy, bố mẹ thì vẫn đầy đủ, nhưng mà tuy nhiên là gia đình thì là phải nói là có rất là nhiều người con, hay có rất là nhiều người con, cho nên là mẹ là thời gian vừa rồi thì bảo là đi Trung Quốc làm ấy, nhưng mà không biết là có về chưa. Ở đây thì là có một cái ngôi trường, hình như là chắc là trường lớp 1, lớp 2 này cô bác này. Nhưng mà trường này thì có vẻ như là hiện tại thì cũng đang chuyển vào là làm ở bên văn hóa thôn rồi. Biết là hôm nay là có ở nhà không không bác? Mới bước vào thôi là nhìn thấy chó rất là ghê rồi. Đông người quá, nhà bên này là chào cho ông nhá. Ông còn nhận ra cháu không đấy? Ông còn nhận ra cháu không đấy? Hôm nay nhà làm gì mà chở ngô nhiều đấy ông này? Đi trên ngô đúng mình bảo đấy. À, ngô á? À. Em á? À, chắc không phải đâu anh ạ, chắc là nhầm thôi. Anh là có phải là cái bố cái bạn nhỏ mà bị bỏng bỏng đấy không anh? Không phải à? Anh cứ chưa về à? Ôi hôm nay là chở đông xe đấy nhở? Vâng. Thế là này là của nhà ông hay là của nhà anh? Em bố rồi nhau mình. À, của nhà ông với lại của nhà bạn nhỏ kia. Hôm nay thì các bạn mà bị bỏng mặt thì có ở nhà không? Mẹ nó ở đây mà đang về mà nhưng mà bố chưa về. À, thế là bây giờ là đang ở nhà dưới à? Vâng. Mẹ có biết nói tiếng phổ thông không? Không biết đâu. Không biết á? Cả hai vợ chồng không biết thì nói tiếng phổ thông à? Thế ông bây giờ có bận gì không? Ông không bận thì cùng cháu đi xuống dưới một tí nhỉ? Đi xuống nhà bạn nhỏ một tí. Đi bố về đi. Ra. Chỉ tìm bố về đi. Mình đi đây. Nhưng mà bố. À đây là bố à? À đây là bố bạn nhỏ đây à? À đây là mẹ à? Cháu của mình mà. À vâng, đây là cháu của ông hết à? Vâng, vâng. À đây đang có mấy bạn nhỏ đây là, có kẹo không?
cút luôn mà bay kiếm mút tao mày cốc. Ăn kẹo không? Hả? Mà xếp nữa sao hả? Ồ đây không có kẹo rồi. Nhờ có kẹo rồi. Chia cho bạn, mỗi bạn là mỗi một con nhá. Ở dưới kia là chở sắp hết chưa anh? Chưa. Chưa à? Ừ. Mai một ngày. Mai một ngày nữa à? Vâng. Đây cho bạn nhỏ này này. Đấy, rồi. Ờ, đây là cũng là con của anh à? Vâng, con. Anh có biết nói tiếng phổ thông không? Không biết. Không biết nhưng mà vẫn nói từ ấy được à? Đây. Đây. Bài câu dễ thì biết nhỉ? Dễ cho cả em nhé. Xin nha ba. Đây, chú cho này. Chắc là sợ rồi. Đây. Đấy. Chú cho này. Nào bạn nhỏ cái ra đây. Bạn nhỏ cái ra đây. Nó thang. Sợ rồi. Đây, mẹ cho đi. Đấy. Hôm nay là chở ngô nhà anh à? Vâng, cả hai nhà, cả bố. Cả hai nhà. Đây là anh là bố bạn nhỏ nhỏ này đúng không? Vâng. Đây là chị gái nhỉ? À, đây là vợ anh à? Vâng. Đây là anh à, bây giờ về nhà chưa? Chưa. Chưa. Đang đi chở ngô đấy. Đang đi chở. Nhiều đấy. Đi chở ngô à? Thế em với anh đi về nhà độ tầm một tí nữa anh đi chở được không? Được mà. Vâng, thế em đi xuống nhà anh một tí nhá. Cả bạn nhỏ đấy này. Đây chị ơi, lấy cho bạn nhỏ đi. Lắp thang này chị ơi. Chị ơi, chị mặc quần cho em một tí được không? Được mà. Chị mặc quần cho em một tí nhỉ? Đi làng là không có ai cho quần nó mà ấy. Vâng. Chồng là thế thấu được. Vâng. Đi về nhà anh chị một tí nhỉ? Nhà anh ở xa bảy lắm. Hôm nọ thì em cũng vào một lần rồi, hôm nọ em vào một lần nhưng mà không gặp anh chị. Chỉ đi làm, không đi quá từ nhau làm bác là đi. Vâng. Không biết là hôm nọ là em gửi cái phần quà cho bé là 500 ngàn ấy, thì không biết là ông đưa cho anh chưa? Đưa mà. Đưa rồi à? Vâng. Vâng. Nhà anh là bảy lắm rồi. Như này là sạch sẽ thôi anh ạ. Đấy. Có nhiều người là con bé là. Vâng. Vâng anh. Anh nha, đấy. Anh bảo chị mặc quần áo cho bé một tí được không? Được. Nó nên nắm á. Nắm á tí tí cái nào. Chị mặc cái quần thôi, đấy mặc cái quần thôi. Ồ, tí Như là nắm á, chị cần nắm không? Mấy mua sữa không biết là để đâu rồi, xem là còn ở đây không. Bạn nhỏ này thì là chỉ uống được là sữa là ấy thôi cô bác ạ. Đấy, mặc quần một tí. Nắm. Mình đi làm quá, thời gian đi làm nhiều quá là không nghỉ nhà đều rồi. Vâng. Đây là buồng hay là hai vợ chồng ngủ đây à anh? Vâng, hai vợ chồng ngủ đây. Vâng. Thế chị thì đi làm Trung Quốc thì là cũng vừa mới về à? Vâng, nó về. Hôm nọ thì em lên thì là nghe ông nói là chị đi làm Trung Quốc, còn anh thì là đi làm ruộng. Vâng. Thế là lên đây đợi anh rồi nhưng mà đợi mãi xong không gặp anh. Vâng. Vậy ạ. Em với anh ngồi đây một tí anh à? Cả bé nữa. Đó này chú lấy sứa cho này. Muốn một sứa này. Sứa nào mấy chú. Đây này chú lấy sứa cho này. Đấy. Uống sứa nhá. Đấy. Chú uống sứa nhá. Sứa rồi. Này cho cầm một cái này. Cho cầm này. Đây. Cho ăn đi lần nữa là nó bảnh lắm. Vâng, đấy. Chị ngồi đây chị. Đấy. Chị ngồi đây. Cả chị cả anh ngồi đây nữa thì là bé mới ở. Đúng không lấy. Này chú cho nhá. Này. Học sứa này. Xin chú nhá. Chị cho ống sứa nhá. Ôi, không. Sợ sợ anh. Đây này, chị ngồi đây. Chị ngồi đây, sợ. Đây, chị ơi, cho anh ống sứa. À, cho bé ống sứa. Đây, đây. Ống sứa này nè. Anh ngồi đây. Hôm nay thì là mới gặp là hai vợ chồng anh ở nhà. Hôm nọ thì là chị thì cũng đi làm Trung Quốc. Chị thì hôm nọ đi làm Trung Quốc thì lâu chưa chị? Đi làm... Tháng. Được một tháng à? Vâng.
thế là một tháng là về, ôi ôi, thấy là bé uống sữa là cũng cảm giác như là kiểu rất là uống khó nhỉ anh nhỉ. Bé của nhà anh thì là năm nay là bé được được bao nhiêu tuổi rồi anh? Được 1 năm rưỡi. Được 1 tuổi rưỡi à? Ừ, 1 tuổi rưỡi. Hôm nọ thì em cũng theo dõi là có một anh là anh ấy chia sẻ lên, thì hôm nọ thì em cũng lên là thăm gia đình, và hôm nay thì cũng có gặp anh chị và gửi cái phần quà đấy cho ông, thì bảo là ông gửi cho anh chị để mà mua sữa cũng như là mua quần áo cho bé một chút. Thì gọi là có một chút thôi. Hôm nọ là được là chị Giáng My, là chị ở bên Hồng Kông, thì chị có là gửi cho anh chị là 500 ngàn. Bé này anh cho em hỏi thì là bé đi trước là bị làm sao thành ra là mới có khuôn mặt như thế anh? Nó không nói, nó anh ở nhà đây là nó vợ có đi rừng lái chè. Lái chè là anh ở nhà là không có, anh chồng là anh đi lái nước ngoài là nàng cái xe nó chờ choàng ấy. Vâng. Nó khác đi lái cái chỗ này. Thế là rơi vào đúng cái chỗ mà hiện tại là đang ăn xuống nấu cơm luôn. Nấu cơm lại được. Là này là em thấy là hình như là tai là trước là cắt đi một nửa rồi nhỉ? Vâng, cắt đi một nửa. Vâng. Nó cong là nó cắt. À, cắt là cắt à? Thế là đợt đấy bị thì là bé phải đi vào viện bao nhiêu tháng thì mới trở được về, nó trở được về nhà anh chị? Đi được 3 tháng. Đi được 3 tháng à? Được 3 tháng thì mới về. Được. Nhưng mà 3 tháng đấy là ở trong một bệnh viện hay là ở? Đi từ Hà Nội. Đi tận Hà Nội à? Được. Thế là nếu mà bây giờ như như kiểu đi điều trị cho em ấy bớt sẹo đi như này thì là liệu có được không anh? Được. Vẫn đi được sẹo nó được, anh bảo là bấy quá là đi làm là cá sẹo nó kia là đau hơn là anh chưa đi. À chưa đi. Anh à? Bảo là cho nó lớn. To nguyện lớn một tí nữa là đi cắt sẹo. Vâng. Nhưng mà nó... bé này là bé út nhà anh nhỉ? Vâng. Bé là bé út luôn. Bé út luôn rồi. Vâng. Bấm nhỡ ích. Anh với chị thì có bao nhiêu người con? 4 con. 4 người thôi à? Vâng. 4 người. Là có con trai con gái thì đầy đủ hết chưa anh? Con trai là 3 con, con gái là 1 con. Con trai được. Là 3 người, được. Gái là 1 người. 10. Em thấy là áo của em ấy là thường là thay rất là nhiều lần trong một ngày anh nhỉ? Vâng. Thấy là kiểu là... Thế là anh nhà là 1 ngày là 3 cái. Một ngày thay 3 cái áo. Nó bệnh nó không và kiểu cảm giác như là em ấy không giữ được cái nước dái này, thành ra là nó cứ chảy. Anh thì là cho em hỏi thì anh tên là gì anh? Anh là Lành. Anh là Lành à? Vâng. Anh thì năm nay được bao nhiêu tuổi? Hôm nay là 25. Được 25 tuổi à? 25 tuổi. À, được 25 tuổi, thế là kém cháu Lực có 1 tuổi thôi. Anh kém em có 1 tuổi thôi đấy. Vâng. Đấy. Anh với chị thì lấy nhau từ năm bao nhiêu tuổi? Lấy từ đường 7 tuổi. Được 17 tuổi là lấy à? Vợ là 20 tuổi lấy. À, vợ là 20. Thế còn là chị thì là tên gì chị? chị tên là gì anh? Chị là cháu. Chị tên là cháu à? Vâng. Chị thì hơn tuổi anh hay là kém tuổi anh? Bằng nhau. Và bằng nhau hết à? Bằng nhau hết. Vâng. Thế là... Hầu hết. Chị thì là đi Trung Quốc thì làm những công việc gì anh? Đi làm cây thôi. Đi làm cây á. À, ra đây chú bế một gái được không? Bế một gái. Chú ơi bảnh lắm. Nhà không sao đâu, bế một cái. Nó bảnh lắm. Vâng. Cho chú bế một cái là sau chú lên, chú mua nhiều sữa cho nhá. Còn tôi. Nhá. Còn tôi thì cần cái áo thì phải nói là bảnh lắm. Là anh bảo là một ngày là thay 3 cái của bác ạ. Chỉ trong tầm độ là 10 phút thôi là nước sái của em là ướt hết rồi. Đây là bị cả tay hết à đâu anh? Cả tay cho chú này hết. À. Cái chú này. Ồ. Còn một bên này chưa. Còn một bên này là không bị. Thế là lúc mà ngã thì là bên ngã bên này chứ. Là bên phải. Bên phải là dập vào. Là ngã vào lửa. Vâng, ngã vào lửa. Thế nhưng mà cái anh cho em hỏi là cái cảm giác như cái lúc mà bé rơi vào lửa như này thì là lúc đấy là anh có cảm giác như nào? Kiểu là anh suy nghĩ ra cái gì ấy lúc đấy ấy. Anh nó ngã xong là rút ra. Là lấy ra luôn. Ừ, lấy ra luôn là đi xá là nó bảo là đi huỳnh là nó không được nữa là đi ngủ à huỳnh một tuổi là nó chuyển đi Hà Giang luôn là nó chuyển đi luôn thôi. Nó bảo là không có cái thuốc đấy. Thế là chắc là có lẽ là
cái lúc đấy là bé là chắc là khóc không ngừng nghỉ anh nhỉ? Nó không khóc rồi, nó bị xong rồi nó không khóc được rồi. Không khóc á? Không khóc được luôn. Nó bị cả củ đấy. À, nó không khóc được. Thế là bị như này là bị là cả vào, nó như kiểu là vào cái đường cái lúc mà cái mà như kiểu đường nói chuyện của em của bé đấy. Nhà là không khóc được. Không khóc được, nó không khóc là đi luôn thôi, đi đến kia là nó bảo không được đi. Đến Hà Nội. Từ 3 tháng kia là đang về. Được 3 tháng là đến Hà Nội. Ôi giời. Không biết là bây giờ thì em ấy còn nhỏ là còn không hiểu được chuyện, nhưng mà sau này lớn lên. Lớn lên thì chắc chắn là em ấy sẽ rất là tự ti anh ạ. Vâng. Em mong sao là có một cái phép màu nào đấy đến với em khi mà em ấy lớn lên, là sẽ có thể là bớt sẹo đi một chút này. Vừa rồi thì em thấy là bé khóc nhiều quá vừa rồi ấy. Thế là một bên trái là bị hết rồi. Nào chú bé, cho bé không? Chú bé con. Nó không biết là nó. Đúng rồi. Và... nó thích đi ăn cạo. À, thích cho kẹo. Vẫn còn vui vẻ, cười nói. Các anh, con của anh lớn hết thì người, các bạn, các em lớn thì đâu hết rồi? Và nói ở mình. À, là ở bên nhà ông ấy, nội đấy à? Thế là hai vợ chồng anh thì thường nếu mà ở nhà thì là làm những công việc gì để mà có được tiền đấy? Ở trong nhà này không làm cái gì để tiền đâu, phải trồng lửa với trồng trâu thôi. Chăn lợn, chăn trâu à? Ừ. Thế trong là, nhà này không có gì làm thế. Như anh thì có bao giờ đi xa để làm không? Anh không đi đâu. Anh không biết chỉ như là đi công ty rồi nó... không biết làm ấy, ông bảo là không biết ký là sợ là không đi làm được và không cho đi, và có con nhiều nữa là không đi làm được. Thế như hai vợ chồng anh thì bây giờ là ai đi làm nhiều hơn? Cứ như vậy là cứ khổ nữa là nó cứ ai hai vợ chồng này không đi hào là nó cứ không đi làm. Thế là chị ở là trong nhà là có con là nó là không đi làm được nữa. Có một bạn ấy. Có bạn nhỏ này ở nhà thì thời gian là bây giờ một người là phải ở nhà nhờ. Đấy, bé là rất là vui vẻ. Nhưng mà chị thì là đi bên Trung Quốc làm ấy, thì đi vào đường nào anh? Đi vào Xín Mừng ấy. Đi vào đường Xín Mừng để đi à? Xín Mừng đi. Nhưng mà bé của nhà anh thì là uống thích uống loại sữa nào nhiều nhất? Cho nó ông là cái sữa này thôi, nhà nó nói nhà có là nó đau bụng. Nhưng mà đây cũng là con của anh à? Ừ, con này xong rồi con này. À. Nà ha, số con nó tao này, chú vô. Nằm bảo hộ. Mà nó tao nụ lớn. Thầy bé là có vẻ như là rất là thích uống sữa nhỉ? Cả bạn nhỏ này nữa. Cả nhỏ này rồi, uống sữa hết. Gì? Môn đá ô ta. Quần đâu vậy? Quần đâu vậy? Quần cho nó màu, nó để đi kia, nó đi làng nước. Thế là đi nghỉ nước à? Nếu lột chân nó dọc quá, cái xem à. Nếu tôi muốn làm cả. Bạn này tên là gì anh? Là Nùng. Nùng à? Còn bạn nhỏ này tên là gì? Quỳnh. Quỳnh, Quỳnh à? Nhà Quỳnh. Tí tí. Bốn đứa là... nhà trước là đầu trước là Thành, Quỳnh, Quỳnh thì lại rơi vào gọi là cái tai nạn của bác, do là cái không may là bây giờ cái khuôn mặt của em là hầu như là một bên là bị như kiểu là bị hủy hoại rồi. Cái nhà học sứ họ thấy cái cách của em uống sứa là cũng cảm giác như là uống uống rất là khó. Anh thì là bây giờ anh lại đi chở ngô à? Vâng. Đến tối thì mới về chứ anh? Tối đang về. Vâng. Giờ qua xã mình này. Vâng. Anh thế thì nếu mà bây giờ anh bận thì là anh. Nếu mà bây giờ anh bận thì anh đi chở ngô nhá. Vâng. Chứ không để tối thì lại đường xá nó nguy hiểm, có đi khó khăn đấy. Xá đấy là cũng có đường nhỉ. Vâng, thế thì nếu mà em lên luôn. Em lên chia sẻ bé này được các ông các bà là yêu quý, là các em các bà gửi những phần quà lấy gì lên thì em lại là đem lên cho bé. Đấy, bé thì là nhìn vào thì rất là
là rất là tội của bác ạ. Mẹ không biết là diễn tả từ nào nữa. Do là một chút sai, một chút là bất cẩn của một chút là lơ là của bố với lại mẹ, là không để ý, thành ra là mới khiến em ấy rơi vào cái hoàn cảnh cũng như là cái số phận như thế. Đêm thì là bé này có hay khóc không anh đêm ấy? Đêm á? Vâng. Đêm là nó không ăn sữa mẹ là nó vẫn khóc. À, thế là bây giờ là vẫn còn ăn sữa mẹ à? Ừ. Hôm nọ mới ăn, mẹ đi làm là không cho ăn. À là hôm nọ là mẹ đi Trung Quốc nhỉ? Đi Trung Quốc là... Chị thì là không biết nói tiếng phổ thông chút nào à? Đấy, nghe là nghe được, không biết nói ra ấy. À, nghe được, không không nói được à? Vâng. Nghe được, không vâng. Thế còn chữ này kia thì là... là anh với chị là không biết viết một tí nào à? Chỉ viết là viết được một tí và giấy giấy thôi. À, thế nhưng còn anh thì nếu mà để mà tên thì anh tên của anh viết được không? Anh không viết được. Anh không viết được à? Vậy là viết được. Đúng à. Là nói thì nó không biết nói. À vâng. Chốt. Cái lúc mà em cho em hỏi một chút, cái lúc mà lúc mà bé bị ngã thì là cả hai vợ chị là đi lên trên rừng là hái chè. Đi lấy chè về, điện về. Xong gọi điện về là về à? Vâng. Về thế là hai vợ chồng là đưa bé đi xuống trạm luôn. Trạm luôn. Có thể là cái đợt đấy là bị nặng lắm rồi đây anh nhờ. Đấy là... Nó bị nó anh đi khoảng 2-3 phút rồi mà. Anh đi lấy nữa, bố ấy chứ lấy. Đi được khoảng 2-3 phút rồi à? Ừ. Là anh vào lượng nữa. Cũng không to là nó chết rồi ấy. Ừ. Đây là gọi là chị bị là kiểu như kiểu ngoài da thôi nhỉ. Nếu mà hôm đấy mà anh đang dùng đốt lửa to thì có thể là sẽ còn nguy hiểm đến là cái tính mạng của em luôn. Nhưng mà cái lúc mà em ấy bị thế thì đi xuống dưới bệnh viện thì anh có nghĩ được rằng là bé có đến ngày hôm nay không? Không. Lúc đấy không ạ. Đấy, thích uống sứa nhỉ, lần sau lên thì chú lại mua nhiều rồi nhá. Hôm nay lên thì thật sự ra em không biết là bé thích uống sứa gì. Đây cái sứa mà em vừa mua là bé đã thích uống hơn hay là loại này hơn anh? Anh vừa mua là anh mua loại để nhân đây. Cái nào cũng ống mà. À cái nào? Nó được là ống đồng bổng thôi. À. Ôi. Cái này là nó mít mới chửi nhìn hơn. Con của anh là con nào cứ nói chuyện như mà một tuổi ra về nói. Một tuổi là nói rồi à? Không. Nhưng mà khác là một tuổi dưới nói được ấy. Vâng. Ở trên á. Bây giờ là bé là nói, nhưng mà kiểu bé bị như thế này, lúc mà bé nói chuyện thì là con nói gió mà không anh? Mà mẹ tê cơ nào. Nói như thế này là nó cũng không gió đâu. Là nó không gió được à? Nó không có được cái mừng. Vâng, thế là như kiểu là cảm giác như nói là nó bị thay đổi giọng một chút nhỉ? À, thế thì hôm nay thì em lên thì cũng chỉ có là lên thăm với gia đình thôi. Hết một cái nước sứa. Ấy, sứa đấy. Mấy bạn này thì là đi học hết chưa anh? Đây là con gái của anh à? Con gái của anh. À, thế là còn chứ. Thế là còn một bạn trai nữa à? Một bạn trai đi Trân Châu. À, đi Trân Châu à? Đi Trân Châu. Lớn hơn là đi Trân Châu à? Vâng. Nó đi không đi học à? Anh cũng có con đi Trân Châu là nó đi cùng con gái ở bố. Vâng. Mẹ mệt đi. Hôm nay là cả hai vợ chồng anh đi bẻ ngô hết à? Vâng. Đi bẻ ngô hết. Vâng. Cái bạn nhỏ này thì là có vẻ như là cũng khá là tinh nghịch cô bác ạ. Cái ngôi nhà của anh như này là làm nhà này là làm lực lâu chưa anh, hai vợ chồng em lâu chưa? 3 năm rồi. Làm được 3 năm rồi. Rồi không nói anh cứ đi Trung Quốc, hai vợ chồng đi làm chuối, quả chuối. Làm quả chuối. Vâng. Làm được 1 năm nữa là đi làm cái nhà đấy. À. Thế là hai vợ chồng đi làm 1 năm là xong là khi mà đi làm về thì làm được cái nhà này. Làm được cái nhà đấy xong. Thế nhưng mà lúc mà hai vợ chồng đi thì là con của anh thì để lại cho ai trông? Không hơn nữa đi là có một con chết thôi.
À trước là có một người con rồi. Một người cứ bể đi. À thế là là cho cả đi đúng không? Cho cả đi trong cô. Thế là bây giờ là có thêm là mấy bạn nhỏ này, thành ra là mới không có đi được hai vợ chồng. Thì con gái nữa xong là bảo là hai con là không có ai trông là không đi làm được ấy. À. Mình mong xa như thế là mua vợ sớm là có con nhiều. Vâng. À, không đi làm nữa là phải con to hết là mới đi được. Là. À, thế thì là hai vợ chồng anh cố gắng anh nhá. Lúc nào mà em lại có phần nhận được những phần quà nào thì em lại tiếp tục là lên với lại bé. Bé này là bé, anh vừa rồi anh bảo là tên Quỳnh nhỉ? Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh nhỉ? Vâng. Quỳnh hay là Quỳnh? Quỳnh thôi. Quỳnh đúng không? Vâng. À, Quỳnh. Quỳnh. Bé Quỳnh. Thế một tháng của anh là dùng bóng điện nhỏ thì là được rơi vào tầm bao tiền anh bóng điện nhỏ đấy? Anh dùng cái bóng đấy là không, anh không biết đi bao nhiêu, anh dùng cả đỉnh ăn, cả máy sắt, sắt rau lửa đấy, cả sắt. Nhưng dùng cái đấy là một tháng thì 200.000. Một tháng thì 200.000 tiền điện á? Đây là không có đình làm chưa có đình. Nhưng mà đây là một nguyên một nhà anh hay là cả nhà khác nữa? Một nhà anh thôi. Một mấy anh? Một ngày 200 là nó dùng tổ lệnh phải 500. Ồ vô. Thế nhưng mà đây. Nhưng mà điện 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 ở đây thì có bị hở đâu không, mà em thấy là đồ điện nhà anh thì cũng có một số thứ thôi mà sao dùng đến tận là 200.000 tiền điện? Không biết. Nó bảo là cho có bình lây là nó thu cái điện. Vâng. Cái tiền ấy. Tôi thấy là vào trong nhà thì gia đình của anh ấy, thì thật sự ra nhìn là những cái đồ dùng điện tử ấy, để mà có giá đấy thì là những chỉ là những cái nồi cơm điện thôi, nồi cơm điện là đắt giá hơn thôi cô bác. Đây là phía bộ ngủ của là hai vợ chồng anh luôn à? Là cả con là cả con là ngủ hết ở bên này à? Con đấy lắm. Vâng. Làm cho sáng là nó ngủ. Vâng. Vâng. Đi à, lo to biết đi rồi anh nhỉ? Nó biết đi rồi. Thế là nhưng mà bé đi 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 cái xe kia thì liệu là bây giờ cái xe kia anh còn để lại không? Không có để. Cái xe kia là không, không để rồi, rớt đi rồi. Vứt đi rồi à? Vứt đi rồi, không để là do nó bị thế này là mất tiền, không rớt không cho nó nặng. Thế là cái xe đấy là coi như là lúc nó bé nó bị xong là về đến nhà là vâng. Cũng cảm giác như buồn quá. Buồn quá là bỏ đi. Người đi đi nó bảo không để cái xe đấy đó. À. Để xe sẽ là chiếc quang nhẹ. À. Chiến là vừa đi. Thế là như kiểu đây là bây giờ là anh đi ra ngoài xách nước là bé là trườn trườn ở trong là rơi vào đây luôn. Vâng, để bé cho mình này. Nắng luôn. Và quá con gái. Nắng luôn nào. À. Anh bảo con gái về đây là anh của con bé xem. Xí luôn này, nắng luôn nào. Vâng. Xí luôn nào rồi. Vâng. Mà mọi người cần nắng giống cầu ớt. Thế là chính cái chỗ này luôn anh. Chính ừ. Nó sẽ nhá như thế này là nó phải rớt đi cho cái đấy. Ồ ừ. Cái này là nó nhưng mà thế là người của em là nằm lên trên cái kiềng luôn à? Ừ. Cái bà là ờ. Cái này là nó bị ừ. Thế là có khi là cái kiềng này nó nóng là cái kiềng này là nó bị để vào cái cổ ấy nhỉ? Mà lấy cả cổ. Để cả mặt. Nhưng mà cái này thì em nghĩ là chắc là cái này là nó nóng hơn nên nó đè vào cái cổ. Vâng. Nên là khiến là bé không khóc được nữa. Ba cái đó là một cái ở cổ, một cái ở nào, một cái ở cái tay. À là... tai luôn. Vâng. Ba cái luôn. Ồ. Ồ thế là cô bác ạ, ba cái kiểng ở bên kia là ồ lại đây, lại tiếp tục phải thay áo rồi. Đấy. Ba cái là một cái là ở bên phần cổ này, còn một cái là ở bên mặt và một cái là ở bên tai, thành ra là mấy khiến là bị là bỏng nhiều nhất. Bé thì cũng rất được cái là rất là ngoan đây nhỉ. Vâng. Đây nhưng anh có những cái máy này thì là cũng phải hết sức là cẩn thận anh ạ, máy này ấy. Máy này là trẻ con khó lắm ấy, cái này là mình dường là không qua không được. Vâng. Cho nó ra tí anh sao là được. Vâng. Đây còn phía bên ngoài của nhà anh thì là hầu như là những cái tường nhà của anh là hoàn toàn là bằng trình tường hết rồi anh nhỉ?
À, nhưng mà em thấy ở trên này có một cái xe đẩy, không biết là có phải xe này không? Phải, phải xe đấy rồi. Phải xe này luôn á? Vâng. Nhưng mà anh lấy xong là anh đổi chỗ này đấy. Đổi trên này á? Ừ. Nhưng mà anh có thể là lấy cái xe đấy xuống đây xem được không anh? Được mà. Cái xe này là vớt đi rồi, không nói anh. Lúc hôm không có tìm mua là đi chở là có mua bá ở trong khuẩy ấy. Nó bảo là nó, quang của nó to ấy là nó lấy ra cho quang mình ấy. Lấy con ra cho con mình nàng ấy. À, thế là mình lấy ra là nó khác đẩy đi là mấy nó nhá như thế này. Thế là chính cái xe này là đợt mà bé là bị luôn anh. Thì như thế này, cái bé xe này rồi. Không là đẩy thế này anh đi lấy là thế là cái này là cũng không phải là vợ chồng anh mua đâu à? Không phải mua đâu, anh đi chở là có mua chỉ trong Huế đó bạc. Nó quang to hết là nó không có quang. Vâng. Anh bẻ cái đấy đây đấy, đi đấy. Vâng. Và nó bảo cho anh mang về cho nó ngồi. À, cho bé ngồi. Vậy là anh đi làm. Ôi ôi, kẹp chân rồi, kẹp chân rồi. Rất tốt. Đấy. Đấy, bây giờ thì gọi là chỉ còn là một cái kỷ niệm thôi các bác. Bây giờ thì có lẽ như là mỗi lần anh chị nhìn thấy cái xe này nó là một cái gọi là một cái ký ức mà tổn thương rất là nhiều nhỉ. Cảm giác như là rất là bất lực. Em kể anh. Cảm giác như rất là bất lực. Hay là bế đi nhỉ? Có đi không? Không đi đâu, khóc rồi. Không biết là nó không đi. Vâng, nó phải quen là, quen mới đi anh nhỉ. Nhà là được. À. Nó biết là nó cái trong nhà là một nhà là được rồi. Vâng. Nhà là nó thi là. Vâng, thế thì. Tốt chưa? À, thế thì em cũng chúc cho anh chị là luôn luôn gặp thật nhiều sức khỏe nhá. Đấy. Lên thì nhìn thấy bé như này là em nhìn vào thôi là em đã cảm thấy là thương rồi. Đấy, phải nói là anh chị có một cái nghị lực cũng rất là lớn của bác ạ. Khi mà nhìn thấy em ấy, con của mình là như vậy. Bây giờ thì là bé còn nhỏ đấy chứ không là sau này lớn lên thì lại khác nữa. Lớn lên là chắc chắn là em ấy sẽ rất là tự ti anh ạ. Đấy, khi có thể là còn không dám đi học luôn đấy. Đấy, có lẽ là cái thức phim này thì có được xin được là chia sẻ thế này cho cô bác ạ. Và rất là mong sẽ được sự đồng hành, trợ duyên và được sự yêu quý của tất cả các cô bác anh chị mạnh thường quân dành tặng tới cho bé, tới cho bé những cái sự yêu thương, những cái sự quan tâm và những cái sự đồng bọc của các bác, cô chú, anh chị. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở chương sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.